vận chuyển được các em mèo lên rồi cô chú. Tất cả là 16 em mèo, hầu như là các bé đều già và lớn tuổi. Trời ơi, Ti với cô đều yếu, ginh lên cái chuồng này mệt mệt, lè lưỡi luôn mọi người. Bây giờ tới các em chó là hình như là 9 bé chó nữa. 9 với 16 là 25 em, tất cả mèo lẫn chó. Chó có bắt từng con được không? Được, bắt từng con. Bắt ra đây. Cái chuồng ở đây sao bỏ vô? Chứ ginh ga nặng quá được. Mệt. Để chuồng chấm con, để ra là nó nhảy, nhảy liền. Để sắp tại cô đó, dời nó qua bán nhà, nó dời nó qua đó là cô bắt bỏ vô tại chỗ. Chứ mà đem ra là nó sổng liền. Nó mạnh lắm, làm không có lại. Cái ấy đi rồi cô nhờ kiếm thanh niên phụ ha. Ginh cái gánh chuồng lên. Chứ mình ginh đâu nổi. Mỗi em mà 10 kg thôi. Cái chuồng xe. Nhiêu đó hả? Cả trăm ký mẹ phơi lắm rồi mà. Mệt quá. Ti có hỏi thăm những người dân ở gần đây á, về cái cô này á, thì cái bác này lớn tuổi nói á, là cô mới về đây sống mấy tháng thôi. Sống có một mình nè. Lúc trước thì có đi bán vé số cũng có, đi lụm ve chai cũng có để sinh sống. Tại vì hôm qua bận quá nên Ti chưa có hỏi thăm người dân xung quanh về cái cô này. Mà bây giờ thì cái bác gần đó đó, thì bác đã kể về cái cô này cho Ti nghe. Thì đúng như cái lời của cô đó nói. Thật ra từ hôm qua đến giờ Ti không biết cô này tên gì đâu mọi người. Ti chưa hỏi tên. Bây giờ chỉ biết là giúp đỡ cho cô trong lúc khó khăn này thôi. Chứ hôm qua vội vàng quá Ti đâu hỏi tên. Không biết cô đó tên là gì luôn. Cái cô nuôi chó nè. Bây giờ cô đang bắt các em bỏ vô chuồng, là các con sẽ rời xa cái môi trường sống không tốt này nữa nha. Các em chuột cún bây giờ đang được cô bắt vô chuồng. Còn hai bé này thôi. Hai bé bị viêm da, nó chạy vòng vòng nãy giờ chưa bắt được. Bây giờ hiện tại là bắt được 7 em cún rồi. Và còn một em cún già trong toilet nữa. Đây là em cún già lắm nè, nên cô để cho em sống riêng một mình. Tất cả là 16 em mèo với 8 em cún. Ở đây có một số em bị viêm da nặng lắm cô chú. Mấy em cún già với có vài em cún trẻ. Cái clip này Ti khép ở đây nha mọi người. Bây giờ vận chuyển cái dây các con lên để nó biết mở chuồng á. À biết mở chuồng hả? Nó biết mở. Vậy hả? Ước mơ của cô. Ước mơ cô là cô muốn các bé sống được bình yên hả? Sống được bình yên, đừng có ai giết nó. Hồi nãy cô có nói với Ti đây là ước mơ rất lâu rồi của cô, là cho các bé được sống bình yên, không ai hại các con hết. Thiệt, nghe một cái lời nói như vậy, một cái người nghèo khổ, người ta ước mơ rất là đơn giản. Không cần xe hơi, nhà lầu, không cần phải cao sang gì hết. Chỉ ước mơ cho những em cún, em mèo của người ta được sống hạnh phúc và yên ổn thôi. Thật sự đây là một ước mơ làm cho Ti rất là cảm động luôn. Rất là thương. Thì ước mơ này đơn giản quá, nhưng mà tưởng chừng là xa vời với tất cả mọi người. Ti cũng có một ước mơ như vậy đó mọi người. Ti ước mơ là sẽ mở được một cái công viên cho các con, cho các tình yêu của mình. Đây một người phụ nữ. Nhờ bạn xuống. Cô thương chúng nó. Dạ. Thương hơn cả sinh mạng của mình. Cô đã hy sinh cả nửa đời rồi cho chúng nó. Thôi cô đừng khóc nữa, bây giờ cô yên tâm đi. Cô với các bé về chỗ con. Trước nhất là sẽ an toàn.
bà con tin rằng á, với những cái trái tim mà nhân hậu á, thì mọi người sẽ giúp đỡ cho cô để cu mang các con ở cái chặng đường cuối này. Bây giờ các bé này hầu như là đã già lớn tuổi, thì Ti không biết là các em sống được bao nhiêu năm nữa trên cuộc đời này. Nên Ti hy vọng á, ngày nào á, mà chúng ta còn sống ở trên cuộc đời thì mình trao gửi cho nhau những cái gì mà yêu thương nhất, để khi mà mình mất đi rồi mình sẽ không bao giờ hối tiếc vì những gì đã qua. Hai vợ chồng Ti với cô khiêng các bé lên mệt quá, ho luôn. Xin chào mọi người, thôi Ti khép clip ở đây. Bây giờ sẽ vận chuyển các con về.